hơn 10 người bị nhốt trong thang máy tòa nhà Bitexco. Một thang máy của tòa nhà Bitexco thành phố Hồ Chí Minh bị gặp sự cố vào tối ngày 9 tháng 7 đã nhốt khoảng 10 người bên trong trong hơn 10 phút, khiến cho mọi người đều hoảng loạn và kêu cứu. Chị Lê Gia Thủy 20 tuổi là một trong số những người bị kẹt trong thang máy, chưa hết hoảng sợ nhớ lại. Vào khoảng 20 giờ, chị cùng khoảng 10 người khác bấm thang máy từ tầng hầm của tòa nhà Bitexco để lên trên các tầng trên. Khi thang chạy đến tầng B1 thì đột ngột khửng lại đèn nhấp nháy và rung lắc nhẹ. Biết có sự cố, những người bên trong hoảng hốt có cửa thang máy để thông báo sự việc và cầu cứu ra bên ngoài. Gõ cửa nhiều lần thì có người từ bên ngoài nói vòng vào là thang máy đang bị trục trặc. Ban quản lý tòa nhà đã gọi các nhân viên kỹ thuật đến khắc phục. Tuy nhiên, sau đó vài phút thì thang máy tiếp tục rung lắc rồi cứ lăng lên hạ xuống khiến chúng tôi rất hoảng sợ. Chị Thủy kệ. Vẫn theo chị Thủy, Thời gian chỉ cùng với những người khác bị nhốt trong thang máy kéo dài khoảng 10 phút sau đó được giải cứu ra ngoài tại tầng thấp nhất của tòa nhà. Vụ việc may mắn không ai ảnh hưởng đến sức khỏe của nhóm người, nhưng theo chị thì Bizetco là tòa nhà hiện đại và được xem là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh, nhưng lại để xảy ra sự cố làm nhiều người hoảng sợ. Bizetco là tòa nhà cao nhất thành phố Hồ Chí Minh hiện nay với 68 tầng và nằm tại trung tâm quận 1, Tòa nhà này được xem là biểu tượng của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và là một trong những biểu tượng của cả nước nói chung. Thầy giáo trộm điện thoại dùng mãi mới chiêu trà. Thầy giáo đưa con gái vào nhà nghỉ ở khách sạn. Đã trộm điện thoại của nữ tiếp tân dùng 6 tháng sau mới đem trả. Thầy giáo đó là Nguyễn An Ngọc, 48 tuổi, trú ở phường Hòa Hiệp, quận Liên Triều, thành phố Đà Nẵng. Ngọc vốn là thầy giáo tự do chuyên giảng dạy ở một số trung tâm giáo dục của thành phố Đà Nẵng. Còn bị hại trong vụ án là chị Đặng Phương Mai quản lý một khách sạn tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Theo hồ sơ vụ án vào cuối tháng 12 năm 2014, Ngọc và cô con gái 19 tuổi đến thuê phòng tại một khách sạn trên phố cổ Hồn Hoàn Kiếm. Trưa ngày 1 tháng 1 năm 2015, bố con Ngọc xuống quay lễ tân trả phòng và thanh toán tiền. Tuy nhiên do nhân viên của chị Mai làm thất lạc chứng minh nhân dân con gái Ngọc con gái Ngọc nên quản lý khách sạn phải vào trong phòng tìm kiếm. Cùng thời điểm này, chị Mai để túi sách bên trong có 80 triệu đồng và một chiếc điện thoại di động Samsung trị giá 4,4 triệu đồng tại quầy lễ tân. Thấy quản lý khách sạn đang đi tìm giấy tờ tùy thân cho con mình, Ngọc lê lấy trộm chiếc điện thoại của quản lý rồi cùng con gái nhanh chóng bỏ đi. Quá trình điều tra và sau gần 6 tháng sử dụng chiếc điện thoại trộm cắp, Ngọc mới chịu giao nhận tâm, mới chịu giao nộp tang vật và đầu thú tại cơ quan công an. Ngày 27 tháng 9 năm 2016, tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên phạt bị cáo 6 tháng tù giam nhưng cho hưởng án treo. Ngọc không thừa nhận việc trộm 80 triệu đồng, sau đó tòa án nhân dân thành phố Hà Nội quyết định chấp nhận kháng cáo của bị hại. Tuyên hủy án sơ thẩm của quận Hoàn Kiếm để điều tra xét lại từ đầu. Sau hơn 6 tháng bị hủy án và điều tra lại, tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm mới đây đã mở lại phiên tòa sơ thẩm lần 2. Trong phiên tòa này, bị hại còn giao nộp cho hội đồng xét xử chiếc USB mà theo chị Mai là chứa đựng toàn bộ hành vi trộm cắp của bị cáo, nên hội đồng xét xử sơ thẩm lại quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung làm rõ.